kênh Bất Động Sản Long An xin kính chào cô chú anh chị. Dạ, hôm nay kênh Bất Động Sản Long An xin giới thiệu với cô chú anh chị một miếng đất thổ cư tọa lạc tại chợ Long Hữu Tây. Đây chợ Long Hữu Tây luôn cô chú anh chị, miếng đất đối diện cái chợ luôn. Dạ, đây là buổi trưa, em đang quay buổi chiều, khoảng 2 giờ chiều nên nó vắng. Thì bình thường là buổi sáng buổi chiều rất là đông. Đây là cái chợ trung tâm của xã Long Hữu Tây luôn cô chú anh chị. Dạ, thì miếng đất mình đều ở địa vị giới hành chính là xã Long Thụ Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Dạ, cô chú anh chị, đối diện nhà lồng chợ luôn. Dạ, mời cô chú anh chị xem. Đây, cái miếng này nè cô chú anh chị. Dạ, đây bề ngang 4m, từ vị trí này qua vị trí này. Hiện tại đang cho thuê cắt nhà tạm thôi chú, ép tôn rồi đây. Dạ, 4 x 14 nè cô chú anh chị. Dạ, đây con em quay, đây là hướng ra ngoài cổng chợ này cô chú anh chị. Dạ, đây là đối diện là nhà lồng chợ. Đây, chợ đây. Đây, quay cho cô chú anh chị coi. Dạ. Thì 200m là tới Ủy ban Nhân dân xã Long Hữu Tây. Dạ. Thì trong vòng nửa cây số là trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 là đầy đủ, rất thích hợp với cô chú anh chị nào mình ở hoặc là kinh doanh. Rất là tốt. Dạ, tại vì nó ngay trung tâm chợ luôn. Cái chợ này xưa giờ rồi, lâu đời rồi. Dạ. Thì cô chú anh chị xem. Hướng nam của chú anh chị. Dạ, hướng nam. Thì giá cho cái lô đất thổ cư này của mình á là 1.250.000 cô chú anh chị. Dạ, đất thổ cư đối diện với nhà lồng chợ Long Hữu Tây. Dạ, xã Long Hữu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Dạ, thì từ vị trí này mình lên tới Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước là khoảng chừng 12 cây số của chú anh chị. Dạ, em xin nhắc lại, diện tích 4 x 14 thổ cư giá 1.250.000 và bao ra sổ hồng. Dạ, cô chú anh chị xem. Thì cô chú anh chị nào có quan tâm đến miếng đất này thì vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình. Dạ, cảm ơn cô chú đã, anh chị đã quan tâm. Dạ, xin cô chú anh chị vui lòng cho xin một like, hoặc cô chú anh chị nào quan tâm tới đất Cần Đước, Cần Chuột vui lòng đăng ký kênh để theo dõi những cái video sau sớm nhất. Dạ, xin cảm ơn cô chú anh chị và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video sau. Dạ, xin trân trọng kính chào.